người đến với kênh Hello Tiền Giang. Hôm nay thì Hoàng Hoa có mặt ở xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay ba con hoa cưa cây sao. Xuống miếng xíu rồi bà. 8 mét. Cái này hầm dưới đây. Không miếng giống rồi. Nãy là có nước đá nó mới bể. Vừa cứ như vậy vậy tới. Mấy giờ không có trời. Cô giáo này nhẽ mấy cái bông này đẹp quá trời đó. Muốn hoa đẹp không ạ? À? 8. Tới đây chưa? 8 rồi đó. Ở trên dấu chày chày kìa, ba làm dấu vậy hồi quên không? Ba con hoa đo trước cái phần gốc rồi, phần gốc từ phía dưới gốc lên lấy 6 mét. Rồi nghe đó, đó đồng ơi. Hai cháu cũ à. Nãy phải lấy cái máy pin ngắn theo là làm dấu vậy. Sao ạ? 8. Bồi 10 mét. Hăng hẳn được 10 mét luôn. 10 mét tới cái cục vùng. Đâu 10 mét lên lên cái kia là ngồi. Làm dưới là cái trường phá. Nhưng mà trên cái phá thì phá cho tới cái chân bà đó. Phá nhà cái tới chân bà, cắt nhà chân bà đó. Rồi, chắc cắt lắc nữa, bà xuống luôn, kéo vịt xuống luôn. Trước bay không được, bay không được, bay được khúc. Bay là cái nếu mà bay được thì cái cho bay là năm tắc thì tắc. Cậu mà cậu chứ ngay giò quá. Đúng rồi, chịu mà cho cắt. Chịu cái giò cắt cái đó là xuống dưới cắt rồi vô dưới chỗ ngay mới đứng lại đó. Đúng rồi. À, từ đó xuống khoảng khoảng gần 2 mét. Là cái khen cậu mà cậu ngay đó đó. Được, đó. Cái này có cả 3 chỗ xuống dưới rồi hồi không tới. Cái nắm đầu này đó là hồi. Nắm đầu ngay cái giò của chị Phương đúng. Ờ, ngay cái giò đó. Ngay giò hồi xích xuống xíu chỗ cái bự bự đó. Hồi nãy lúc ba của hoa chưa leo lên đó thì bác Sáu nhờ ba của hoa lấy hai lóng 6 mét. Nhưng mà cái này thì không đủ. Phải lấy lại là một lóng 6 mét và một lóng 4 mét. Cái đống vàng chặn hết. Có cả cắt đi đâu nào? Cắt đi. Giặt giặt dây bự chú Sơn ơi. Lần này thì chú đừng có nhắc chú Sơn là để sát vào vách tường để đỡ phải đẩy vào phía trong. Xuống miếng đi, mở nhỏ nhỏ trước đi chú được ơi. Rồi. Nhả xuống cái rồi. Giật
đứt lên rồi phá cái thắng lại. Gần đây có tiếng nhạc cho nên Hoa xin phép giật cho máy nổ để lắng ép tiếng nhạc, cũng rất là mong quý vị thông cảm cho Hoa nha. Hôm qua bên này quay thì nó bị vướng mấy cái nhánh sau của cây chính giữa, cây kế bên. Qua bên kia thì ngược sáng quay nó chá làng không á. Chào kéo ra được chứ sao. Nhá nhá, quay quay nhá nhà để lại. Ở miệng bên kia mà. Đập vô thân cây luôn. Qua đây đi, ơi. Trời, anh ta tới giường rồi. Xuống cho đồ cơ. Xuống. Nhìn xe dây chai luôn. Ôi giặt cái đọt rồi kìa. Quá trời, màu đen màu trắng rồi. Cầm phân dây lại từ từ chứ. Từ từ nghe chú, dướng dây điện rồi đó. Lên từ từ con nhảy à, con nhảy à. Con chú. Nghe đâu.
gài xuống, gài vô nhánh cây sau cái bên. Trời đu chứ sơn đu luôn mà không thấm đế luôn. Xả chú ơi. Cột tú đằng cây sao chú ơi. Xích vô cho chặt dây rồi hả hả đu. Anh sao ơi. Chứ đường xả thôi, dùng dây một chút xíu rồi lại phụ với chú Sơn kéo bằng nhánh cây sao đó luôn. Xuống rồi. Rồi xuống luôn chứ được, khỏi gai được ơi. Kéo theo phiến đi chú Sơn ơi. Ồ gị cây sao anh kia luôn. Ui. Vừa tới hàng rào luôn á. Xả đều tay xuống luôn chứ đường ơi, chống lỏng rồi. Không nhả rồi, chẳng chết được. Dây nó siết quá hay vậy. Tay chân chứ đường cái dây thôi. Giật mạnh. Ôi nghĩ nhánh quanh đây luôn. Đúng mạnh đâu.
Có con dây ra, con dây rồi kéo con dây cho dễ. Kéo con dây đi chú, nhanh nhanh xíu tát nhanh lên nè. Rồi xuống chưa được ơi. Đó, xuống rồi, đây xuống dây phụ ba ơi, xuống xuống ơi. Chín rồi. Siết dây quá à.
video quý vị. Ghê đó là nạn hai. Rồi ba của Hoa đã cưa xong phần nhánh rồi, giờ xe cẩu vào để cưa gấp mấy phần nhánh, phần thân cây cho ba của Hoa. Hên là cái gần cẩu vừa luôn. Chí mấy luôn chứ không có ba tấc nữa. Còn cái móc ở đằng sau nó không biết được không? Còn cái ngạnh lưng đó làm sao? Không biết dưới cái ngạnh lưng không đây nè. Hôm qua thì xe nhỏ vào vừa nhưng mà chịu lực được có một tấn không quý vị? Như hãy tháo tấm bảng ra quý vị. Hôm qua lớp 6 nói là tấm bảng này tháo ra được. Giờ tháo ốc ra để mở cái tấm bảng này ra để cái cần cổng này có thể vào lọt nè quý vị. Ngay chỗ này.
đầu xuống cho đường. còn lấy tay khều khều chế trâu nữa. Ba của Hoa vẫn còn ngồi trên cái thân cây sao để đợi ở phía trên nữa. Nữa ngay đó có cái dốc mà. Cái đó là lộn rồi, cái đằng sau lộn rồi. Ôi đầu đó đi. Lại cái đầu đó cục mà. Tới đi, tới đây. Qua qua tường đó nè. Tới luôn đi. Lộn rồi, lộn rồi. Tới luôn bác Tài ơi. Rồi hên, hên qua vừa. Trời ơi, nhanh hơn mấy người xe nữa. Ba của Hoa cưa xong là bác cẩu cái phần thân cây lên để trên thùng xe luôn á. Rồi có hai cái cây đó thì chịu lực lại được cho nguyên chiếc xe tải. Thì cái cần nó chịu lực nhiều hơn, nó thăng bằng được chiếc xe. Cần cẩu hỗ trợ thì ba của Hoa sử dụng sợi dây bẹ, chứ sử dụng sợi dây thần thì nó sẽ bị dễ đứt dây, mà dây thần thì nó cũng bị giãn dây nữa. Còn như thế này thì hết rồi. Bác Tài nhờ ba của Hoa là cột dây xích xuống phía dưới chút nữa đi. Nào cái lắm lên gì có 2-3 mét gì à? Sợi dây bẹ dài hơn rồi. Sợi dây bẹ này thì dài 6 mét, nhưng mà phải chập đôi lại chứ không thôi là sẽ bị đứt dây. Đứt dây à? Siết dây lại rồi ba ơi.
Vì video cũng khá dài, Hoa cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video mới tiếp theo. Hoa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.